tai nạn đây là mấy đứa học nghề được. Từ từ dễ nói đi. Một người lì ghê. Lì ghê trời. Tụi uống tóc lên là nó màu ra khác cái gì? Ừ, nó bay màu em, vô thuốc là bay màu. Vô thuốc nó là mạnh á. Là cái tóc mình nó sẽ bị yếu là cái nó ra màu ấy. Ví dụ như trừ mà em tẩy tóc xong rồi em vô màu tối rồi kìa, mà em chờ em bôi cái thuốc mà ví dụ uống hoặc duỗi hoặc là làm gì đó là bay trần. Nhưng thuận là bay rất là đỡ đó. Bữa hôm qua đó em quay được mấy cái. Hai cái gì? Em nặng mấy con viên cái em hẹn nó 3 hoặc 5 ngày sau quay lại tiếp. Chứ nhiều quá đúng không? Dạ. Ok, chắc em đi 2 lần để rồi em mang phép. Mấy tháng không đi lại chị? À, trước là em nặng rồi. Có dùng cây mình nhìn. Bữa nay thứ bảy cũng bình thường. Nay tất niên nhiều không chị? À đúng rồi, ngày nay hình như tất Chợ niên. đông đeo. Hả? Đồ ăn chắc bữa nay cũng giá cao à. Cao. Thì cũng rước, chắc rước thôi chứ. Chắc không có hai máy lạnh cái kem đó. Thịt với lại nó đồ mà cúng Ngày mà mình nói thì thôi mình ăn cái khác đừng được. Ví dụ ngày 29, ngày 28, 29 thì khỏi nắng. À, gì đại đại. Ship đồ ăn về. Tại vì ngày nó hình như cũng không có nhiều người đúng không? Hà đồ gì hết rồi, hút đồ gì hết rồi. Cho mình yên về trước, yên 20 rồi. À bé Yến à. Yên nói chị. Hắn là đổ tính trong cái danh sách chị Đồng. Con nó 25, 26 gì rồi, 25 chứ. Con bé Hằng.
Thì tùy tụi hết. Chắc không biết. Chắc con Yên với con Ly làm được 29, còn Na không biết không ra. Tùy hết đâu. Tưởng làm ấy gì vậy? Tưởng có thiện. Còn không tùy. Chờ chị cũng thật ra là toàn hỗ trợ cho chứ còn đâu có lợi gì cho chị đâu. Chị chưa hỏi luôn. Chắc là để xí gì hỏi luôn chứ không. Để chị tính, chị đăng lên file để họ biết đó. Rồi nó chị tính là ra nè. Tính là phải. Nói chị nói là 50-50 hay là 73. Chị có không nhớ nè. Này là tại vì đồ cũng nhiều, chi phí nhiều. Tại vì cái chi của chị hết mà. Chị làm năm ngoái thì có tiền, năm nay nghèo. Năm ngoái thì gấp mấy lần, năm nay không có đồng. Tin không? Không có luôn. Thật có xí khích lệ cũng được thì xí xí thôi không được. Không có luôn, trắng tay luôn. Kinh. Hồi thì cả mấy trăm. Hồi không có cái đồng nhất. Tính là mấy người mới vô thế tội. Tội chị, còn sướng hơn nhiều chỗ. Năm ngoái hiện chị là học viên và học viên chị xứ cũng nhiều, được nhiều, được thử đồ. Nói chung ta có thì ta thoáng, người ta không có thì thôi. Chị Long có là biết liền. Nhìn không giáo được luôn á. Trời ơi, suy nghĩ tùm lum thứ. Năm nay thơ im lặng luôn, ngủ đông. Tết năm nay có đi đâu không chị? Không, không đi Vinpearl nữa à. Mà mùng mùng 7 mới đi. Trời đi hoa tai chắc tiền lắm, anh nít tiền lắm. Thì chị đi chủ yếu cho hắn chứ chị đi cũng chi. Nhưng mà con nít thì có 2 người, mà người lớn tới 5 người. Thiệt ấy chứ. Theo đi cho con nít đi mà tới ra người lớn đi nhiều rồi. Tới vé gấp đôi. Bình thường hà 2 triệu 7, 2 triệu mấy trừ 5 triệu hơn. Là một phòng á. Là 2 người đó. Là ý là bao ăn đồ luôn. Ý rửa cho khỏe cha đi chứ chị tới giờ không biết ăn cái chi, suy nghĩ mệt quá. Mình chơi xong tới giờ mình ăn, mình qua mình ăn. Ở đó không có cái mã QR mặt của mình nhưng mà quét mặt luôn á thì phải. Nghe nói đó chứ chị chưa đi bên bên ở đâu ấy, nên chị chưa biết. Mình chưa đi nên mới ghê chứ, giống như dân thượng ấy. Thì cái họ đi bất nát rồi, mình chưa đi. Không biết nó ra răng luôn. Nói chung là nó cũng, nói chung là mấy đứa chơi là ok đó chị. Bữa giờ rồi em đi á. Vô vườn thú là có công viên nước rồi.
Nói chung nít là thích rồi. Đây xong về đang như mọi luôn. Mà đẹp không? Nó đẹp không? Đẹp đi. Chị ở trong resort. Có bãi biển riêng nữa. Thì resort mới 5 triệu đó. Mà một người ví dụ như tính mà cả ăn cả nết cũng rẻ. 5 triệu mấy. Cả ăn cả chơi luôn.